Xin chào mừng tất cả các bạn khán giả của Vietnam Sport TV. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ có mặt ở đây để cùng các bạn đến với buổi lễ bốc thăm. Và chúng ta sẽ có một buổi lễ bốc thăm giống như bốc thăm Cúp C1 vậy. Có sẽ tổng cộng là có hai bảng đấu, và cùng với đó là rất nhiều những đội tuyển sẽ tham gia. Trong đó thì Thái Lan họ là đội chủ nhà, họ sẽ có hai đại diện. Trong đấy sẽ có 3 đội tuyển Trung Quốc, 3 đội Hàn Quốc và 4 đội đến từ khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và đặc biệt là đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay đại diện cho đội tuyển Việt Nam, chúng tôi có mời đến các thành viên của Magic Esports Gaming. Họ cũng là những thành viên gần đây nhất là vô địch giải đấu Ultimate Team Tournament. Và xin giới thiệu là Văn Hòa, Ngọc Vũ và Thanh Tàu. Và các bạn hãy gửi một lời chào đến các bạn khán giả đấy ạ. Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người. Vâng, và ngày hôm nay là những chàng của chúng ta là có vẻ vẻ hơi buồn một chút hay sao ấy. Chưa nắng quá và đi lên đây có vẻ hơi vất vả đúng không? Mà vì là livestream trực tiếp nên chúng ta sẽ nói qua một chút về luật bốc thăm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có là hai đại diện của nước chủ nhà sẽ được bốc thăm và chia vào trong 4 bảng, bảng A, bảng B, bảng C, bảng D. Sau đó nhóm 2 chúng ta bốc tiếp là 3 đội của Trung Quốc. Và cũng như vậy chia vào bảng A, B, C, D. Và sau đó là 3 đội Hàn Quốc. Và cuối cùng là 4 đội tuyển đến từ các khu vực Đông Nam Á và được sắp xếp theo thứ tự alpha B: Indonesia, Malaysia, Singapore và cuối cùng là Việt Nam. Chúng ta sẽ là đội tuyển cuối cùng coi như là không cần bốc. Và đến với giải đấu EACC Champions Cup mùa xuân 2018 được tổ chức tại Thái Lan này, thì không biết là các bạn có kỷ niệm giống nhỉ? Văn Hòa trước xem nào. Tôi thấy Văn Hòa là nhiều kỷ niệm bên Thái Lan lắm. Em đã từng thi đấu bên Thái Lan một lần rồi, nhưng mà có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở bên đó. Kỷ niệm đẹp, kỷ niệm đẹp là kỷ niệm gì? Em đã đạt được giải nhì ở bên Thái Lan. Đúng, chính xác là một ngôi vị Á quân dành cho Văn Hòa. Và đấy là một giải đấu mà tôi nghĩ là bạn đã nỗ lực và cố gắng hết sức mình để mang lại ít nhất là một vinh quang về cho Tổ quốc đúng không? Và bây giờ thì tiếp tục đến với cả những đội tuyển, thì ta có hai đội tuyển của nước chủ nhà Thái Lan. Thì không biết là Ngọc Vũ với cả Thanh Tòng và Văn Hòa là có thông tin gì về hai đội này không nhỉ? Đầu tiên là đội Thái Lan A trước đi. Thái Lan A có Teddy King. Teddy King. Rồi, tiếp. Thái Lan B thì Nuthakon. Nuthakon lần này lại về Thái Lan thi đấu rồi à? Không ở lại lưu lạc bên Trung Quốc nữa à? Đấy là hai đầu tàu đúng không? Hai đầu tàu. Và đây, trên màn hình của chúng ta là luật bốc thăm. Luật bốc thăm thì đầu tiên sẽ là có 4 bảng, bảng A, bảng B, bảng C, bảng D. Và sau đó lần lượt bốc. Ở trong cái hộp đầu tiên sẽ là có hai đội tuyển Thái Lan sẽ được chia vào làm 4 bảng. Sau đó tiếp theo là 3 đội Trung Quốc. Hộp thứ 3 là 3 đội Hàn Quốc. Và hộp thứ tư là Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Luật bốc thì chúng ta sẽ bốc bắt đầu từ hộp 1 trước. Và hãy cùng chờ xem là đội tuyển Thái Lan là sẽ vào bảng nào. Khá căng thẳng. Bởi vì khi mà đối đầu với Thái Lan thì theo đánh giá của Tòng thì Thái Lan A, Thái Lan B mạnh hơn tại giải lần này. Theo đánh giá của em thì hai đội Thái Lan kỳ này thì đội Thái Lan A sẽ là đội khó đoán hơn. Tại vì thứ nhất là Teddy Kim, thành viên thi đấu tốt nhất của team Thái Lan A, còn hai thành viên còn lại là khó đoán tại vì lần đầu thi đấu ở quốc tế. Tuy nhiên là Thái Lan A là gom giữa ba thành viên top 1, 1, 2, 3 của giải tuyển chọn Thái Lan, nên em nghĩ Thái Lan A sẽ là đội tốt hơn. Tuy nhiên về kinh nghiệm thì Thái Lan B sẽ là kinh nghiệm hơn Thái Lan A. Đấy cũng là một ẩn số của giải đấu. Tuy nhiên Thái Lan B tôi thấy có sự xuất hiện của Nuthakon. Nuthakon bây giờ còn mạnh không Ngọc Vũ? Theo như mình biết thì Nuthakon bây giờ cũng không mạnh như những lần trước, xuống phong độ rồi đúng không? Xuống phong độ rất nhiều rồi. Bảng này bảng FIFA, vì ba phần bảng FIFA mới này thì tạt cánh đầu nhiều, mà lối đá của Nuthakon là ban bậc trung lộ như Thanh Tòng, thì nhiều khi thủ đông quá thì rất là khó để ghi bàn. Rất khó để ghi bàn đúng không? Đấy là các đội tuyển Thái Lan. Và bây giờ trên màn hình thì là bên phía EA họ đang bốc đây. Họ bốc lá cờ đầu tiên là lá cờ Trung Quốc. Tức là anh chàng này sẽ là đại diện bốc thăm cho cái nhóm Trung Quốc. Anh chàng thứ hai thì là đại diện cho nhóm Thái Lan này, bốc cho Thái Lan. Tiếp theo là Đông Nam Á, là cô gái này. Thường là tôi không tin lắm vào phụ nữ, nhưng tôi hy vọng là tay cô này thơm một tí, bốc cho chúng ta vào cái bảng nó ngon ăn một chút. Bảng ngày hôm nay thì với ba đội tuyển Trung Quốc thì các bạn có thông tin gì về ba đội tuyển này không? Về phía bên Trung Quốc thì chỉ biết là có một team vô địch, đó là team của Lyon. Lyon. Team đó có một
thành viên khá hậu báo. Khá hậu báo là như nào? Bạn cứ nói to lên. À, mình đã từng gặp ở giải ACC Summer 2016. À có phải cái anh chàng mà Sam Chổ đấy không? À, rồi. Dạ có kỷ niệm rất là đẹp là khi tụi mình vừa mới xuống ăn buffet. Nào, team Việt Nam đang ngồi đó thì bạn Trung Quốc lại đang ngồi thì Việt Nam phải đi. À, kinh lắm. Tôi lại cứ tưởng bạn ấy có một cái gì đấy rất là thân thiện, kiểu đến ngồi gần thì mấy anh em ăn uống với nhau. Khó chịu lắm. Khó chịu lắm á? Tức là đến là kiểu thể hiện luôn là độ hồ báo của mình luôn. Đúng. Và sau đó thì cả team chúng ta rút lui. Lui lại. Nhưng nếu sao đấy là giải đấu ở xa đâu, còn bây giờ. Đây rồi, cũng đã bốc luôn rồi, bốc nhanh quá. Và tôi nhìn không nhầm thì là đội tuyển Thái Lan A đã được bốc vào bảng C. Thái Lan A đã ở bảng C. Không biết đấy phải bốc thử không hay là bốc thật rồi đây. Vâng, vẫn đang giảng luật. Đây, chiếc bóng, quả bóng đầu tiên, đó là bảng C dành cho đội tuyển Thái Lan A. Và tiếp theo, bây giờ sẽ là đội tuyển Thái Lan B. Thái Lan B sẽ rơi ở bảng nào đây? Còn lại bảng A, bảng B và bảng D. Đó là bảng A. Bảng A sẽ dành cho Thái Lan B. Như này nếu mà vào khả năng vào tứ kết hay bán kết là dễ A và B gặp nhau lắm. Này hai ông Thái Lan lại loại nhau thôi, mình lại mừng. Hai hàng nhất là hai hàng đầu bảng thì sẽ không gặp nhau. Không biết. Hai hàng nhất sẽ gặp. Biết nhau. Rồi nhưng mà khả năng dễ bằng kiểu nhất bảng A gặp nhì bảng C chẳng hạn, cái kiểu thế. Đấy. Và tiếp theo, đại diện cho hộp bốc thăm của Trung Quốc. Đây chúng ta đang có ba cái tên. Baby Car. Đội bờn Baby Car này Tòng có biết gì không? Không, em không thông tin gì vậy Trung Quốc. Bằng D. Baby Car là kiểu như là trẻ trên xe. Những đứa trẻ đó, đúng rồi, đứa con nít trẻ, mày nhóc con. Mày nhóc. À, thì tôi hiểu chắc là lấy màu áo Arsenal. Chắc lấy màu Arsenal rồi. Tiếp theo đội tuyển gì đây? Lotteria. Latin. Tưởng Lotteria. Ừ, tôi nhìn cái logo cũng giống Lotteria lắm. Lotteria thì ở bảng A. À, ráng. Như vậy là một nhóm trẻ con, xong nhóm tiếp theo nhóm gà rán. Ừ. Đây team là team của anh đội chủ. Bảng B. Đi ông. Thôi mình cứ vào bảng B đi nhỉ. Chơi đi, sợ gì đúng không? Chơi đi. Bảng B ngon hơn. Rồi, chịu biết. Và cuối cùng giờ tới group Hàn Quốc là xong. Bây giờ đến xin mời Hàn Quốc bốc nhanh quá. Có bảng A là chắc chắn là có hai đại diện khá mạnh đây rồi, là Lotteria với lại cả Thái Lan B rồi. Bây giờ xin mời đại diện của Hàn Quốc ạ. Đây anh chàng này. Không thầy. Đầu tiên vẫn sẽ là team Nemesis. Em thấy là không có bảng tử thần, nếu mà bốc vậy là không có bảng tử thần. Nemesis là đâu rơi bảng A luôn này. Kim Jong Min cũng vậy. Không, bốc vậy là không bảng tử thần được. Bảng C. Kim Jong Min. Ui dồi ôi, bảng C này căng này, mình càng lọt vào đây là vỡ mồm. Càng đấy, bảng C càng là vỡ mồm đấy, đừng đùa. Nói chung là nên sao? Mình vào thì nó sợ chứ. Đúng rồi. Rồi tiếp theo là team Predator, đó là bảng A. Nemesis là cái team mà mạnh nhất đúng không? Của Kim Jong Min này nọ. Ít là của Đinh Gai Gồng. X B. Zidat X bằng B. Em nghĩ chắc vô B luôn. Hay đặt X là của vô B. Nhưng mà rồi đặt là đấy đặt X hả? À, đúng rồi, quỳ với mình lần rồi mà. Và cuối cùng là bỏ cái bảng D đi. Như vậy là chúng ta còn 4 đội tuyển Đông Nam Á sẽ chia vào bảng B, bảng C, bảng D, bởi vì bảng A đã chắc chắn có 3 đội hai Đông Nam Á chung bảng này. Đâu? Có khả năng hai Đông Nam Á. Đúng rồi, ngon. Đầu tiên là Boom Indonesia. Các cùng cung. Anh Nam. Nó bóc chưa? Chắc mình đây, bây giờ bóc đây. Mình D. Bây giờ là nó bóc cái... Không, mình vào D gặp những đứa trẻ vui. Những đứa trẻ. Gặp những đứa trẻ vui. Dạ, Indo vô bảng D nữa. Bảng D, rồi mình vô bảng D nữa, đẹp. Và... Ui, đúng bảng D thật. C. C D. C. C à? Thoát được cái bảng C rồi, khỏe rồi. Thoát được bảng C. Thoát được Thái Lan và Hàn Quốc rồi. C nó yếu mà. Tiếp theo là thanh niên đến từ Malaysia. Malaysia và nốt bảng B đây vừa đẹp. Bảng D cũng được. Mình gặp thằng Xin nó đá cho xỉu. Đâu, Xin với mình giờ tách ra mà. Căng. Ui, bảng này căng này. Xin với mình sẽ tách ra. Mình là bảng B chắc rồi. Từ từ. Không, bảng B đi. Nốt ông này Indo vào bảng không, B đi. Không, cho thằng Xin. Ôi thôi xong. Mình bảng đúng vào đúng bảng B thật. Như vậy bảng B là một bảng khá là khó chịu đây. Trung Quốc với Hàn Quốc. Có Lý Ông luôn. Vừa mới nói là Lý Ông thì vào gặp đúng Lý Ông luôn. Hai team vô địch luôn. Lý Ông là team vô địch Trung Quốc. Còn Adidas là hàng vô địch mùa rồi. Rồi sao? Mình vô địch Việt Nam. Mình vô địch Việt Nam, mình cũng là một nhà vô địch. Mình sao vô địch. Đúng rồi. Và đây, trên màn hình của chúng ta là 4 bảng đấu của EACC mùa xuân diễn ra tại Bangkok. Và nhìn vào những bảng đấu này thì tôi đánh giá là Việt Nam chúng ta rơi bảng đấu ngang tầm. Ngang tầm nó bị đều là nhà vô địch. Đúng không? Ngọc Vũ có gì muốn nói không? Không. Không có gì, vô bảng nào phải đá. Ủa vô địch mình có khả năng vô bảng D không? Có. Nhưng mà Singapore, hẳn là khả năng bảng này Singapore với lại Baby vô. Bây giờ chúng ta đang nhìn ví dụ bảng A là có Thái Lan B, Lotteria với cả Predator. Thì theo các bạn đánh giá thì đội tuyển nào sẽ đi tiếp?
Predator và Thái Lan và Hàn Quốc sẽ đi tiếp. Bởi vì đội tuyển kia là một đội tuyển mà chúng ta chưa biết gì nhiều, một ẩn số đúng không? Như vậy là dự đoán của các thành viên là sẽ là Thái Lan cùng với Hàn Quốc. Tiếp theo là bảng B, bảng của chúng ta thì tất nhiên rồi. Chúng ta nắm tay ít rồi. Chúng ta và X vào. Không, mình sẽ là mình dắt Lyon vô. Đúng, dắt Lyon vô. Ủa, X là tụi Đinh Cà Rông hả? Đinh Cà Rông đấy. Nó quỷ với mình rồi mà. Và cuối cùng là chưa đọc xong bảng đấu thì mấy hôm nay ra tre luôn. Không biết không làm ăn kiểu gì chúng ta giới thiệu. Và như vậy là họ đã gửi lời chào đến tất cả chúng ta. Bốc thăm quá nhanh, tôi tưởng... Tính ra bà này cũng xui mà. Đưa bà bóc vô cái bạn. Không thì lúc đó còn D đi, lúc đó còn ba cái mà, còn ba cái, hai cái D một cái B, mình vô cái B thôi. Được không, một cái D một hai cái D là một, lúc đấy là 50-50, một cái D một cái B. Hai cái D là lúc cuối còn hai cái D một cái B. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bóc vô cái B. Và đắp vô cái B hai. Như vậy là có vẻ như Ngọc Vũ muốn gửi một lời gì đó đến cho các có. Cô gái bốc thăm cho nhóm Đông Nam Á đúng không? Và rõ ràng nếu như chúng ta bốc được vào bảng D thì nó sẽ dễ thở rất nhiều. Dễ thở rất nhiều ở khu vực mà chúng ta khởi đầu ở vòng bảng. Tuy nhiên không sao, nếu như chúng ta gặp những đội khó ở trong vòng bảng trước thì khi vào tứ kết tôi nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp những đội tuyển yếu hơn và đấy sẽ là cơ hội chúng ta bước tiếp vào bán kết, đúng không? Cái nhánh bên kia là Thái B hả? Đâu nhánh này, bảng A là Thái B. Thái B với Adidas X. Cũng vậy. Predator. Nemesis nó nằm xe. Còn bảng C là chúng ta có Nemesis này, Thái Lan A này, với lại cả đội nào nhỉ? Indonesia. Thế còn bảng D là bảng mà có Singapore. Khả năng Singapore, Malaysia với hàng Trung Quốc có khả năng bán là Trung Quốc dằn, bán D khá nhẹ. Nhiều khi Trung Quốc dằn, nếu mà đá gì Trung Quốc có khả năng dằn với bạn, tại vì Singapore, Malaysia là chung một máy chủ. Chung một máy chủ. Ờ thì được. Tôi hiểu ý đồ của bạn là có gì đấy mà anh em nhường nhịn nhau một chút đúng không? Và nó kéo dài thêm cái giải đấu nhỉ. Thế thì cái bảng D này chính là một bảng mà 2-1 đấy. Nhưng không biết liệu là sự phối hợp giữa Liên Quân Singapore và Malaysia nó có mang lại một cái lợi thế gì hay không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi người ít nói nhất từ nãy giờ là bạn Văn Hòa. Theo bạn này đánh giá sau cái lần bốc thăm vừa rồi là như thế nào? Có quá tầm với chúng ta hay không? Dạ, em thấy khá là căng tại vì có nhà vô địch Adidas X đó. Không những thế, chúng ta cũng là nhà vô địch. Mà chúng ta lại còn vô địch 2 năm liền. Đúng không? Giải đấu Ultimate Team thì Magic Sport Gaming là vô địch 2 năm liền. Và như vậy các bạn vô cùng xứng đáng để đại diện Việt Nam đến với giải đấu EA Champions Cup này. Và nói về những đối thủ thì có lẽ là bảng B chúng ta đều là những đối thủ khó khăn nhất rồi. Chúng ta cũng biết nhiều đến họ nhất. Còn trong cái đấy ví dụ bảng C, bảng D thì Tòng có thông tin gì không? Bảng C thì... có Nemesis. Nemesis. Cái đội Sing Malai thì tụi em cũng nắm thông tin nhiều. Trừ hai đội Trung Quốc thì hai đội khá lạ. Còn lại tụi em không tin cũng hết rồi. Như vậy là Trung Quốc chúng ta không hề ngại với Lyon đúng không? Ủa nhưng mà Lyon thì thật sự là ngại thì không phải là ngại, nhưng mà em nghĩ là không phải vì sao mà nó vô địch Trung Quốc. Tức là người ta phải đá như thế nào đấy, người ta phải đá như nào nó mới vô địch Trung Quốc. Rồi. Đây là một giải đấu mà rất tiếc là Việt Nam chúng ta là chỉ có một đại diện, trong cái đấy thì Thái Lan là nước chủ nhà nên có hai đại diện. Hàn Quốc chắc chắn rồi, một gọi là cái nôi của FIFA 23, họ có ba đại diện, và tiếp theo là đội tuyển Trung Quốc, họ có ba đại diện. Như vậy là cơ hội của chúng ta lọt vào vòng trong là còn, nếu như thi đấu với 100 phong độ, tôi nghĩ là các bạn có thể làm được. Và tôi hy vọng là các bạn sẽ mang lại một cái niềm tin chiến thắng và thi đấu hết sức mình tại giải đấu UCC để ít nhất là coi như đây là cái mùa giải cuối cùng của FIFA 23 và nó sẽ là một chức vô địch, một điều ngọt ngào nhất dành cho Việt Nam chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã có mặt tại buổi lễ bốc thăm ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn tại giải đấu UCC Champions League.